Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì món ngon mỗi ngày mẹ tôm sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn một cái món ăn rất là đơn giản và dễ làm. Đấy chính là mì tươi hay còn gọi là mì udon, từ các cái nguyên liệu như sau: gồm có 100g bột mì đa dụng, một quả trứng gà, một ít bí đỏ để trộn cùng bột và một ít muối. Bí đỏ thì sau khi chúng ta hấp và nghiền nhuyễn thì chúng ta sẽ trộn cùng với cả trứng và bột mì và muối, chúng ta trộn đều lên. Thì khi mà chúng ta trộn đều các cái nguyên liệu này thì chúng ta làm sao để cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau nhất và không bị vón cục và mịn nhất có thể. Bột thì chúng ta nhào càng kỹ, càng nhiều lần thì càng dẻo và sẽ càng dễ làm. Mì chúng ta, sản phẩm chúng ta làm ra sẽ càng dai và ngon. Thì trong quá trình nhào bột thì chúng ta sẽ thêm một xíu nước, cảm nhận cái độ dính bột của bột ở lòng bàn tay. Chúng ta nhào nước đến khi nào mà bột không còn dính ở trên lòng bàn tay nữa thì khi đó lượng bột chúng ta làm đã đạt tiêu chuẩn. Và để mà làm ra một cái lượng bột rất là ngon thì khi bột nhào thành một khối, ta ném nhẹ xuống dưới nền mặt phẳng và thấy khối bột khẽ nảy lên trên thì khi đó bột đã đủ cái độ đàn hồi để làm một cái sợi mì rất là dẻo, rất là dai. Cán, ở đây mẹ tôm không có cán, mẹ tôm dùng một chiếc cốc để nhồi bột và trải bột trên một mặt phẳng. Thì chúng ta càng nhồi kỹ, càng nhồi mỏng thì sợi mì của chúng ta sẽ càng nhỏ, càng mỏng và càng dai. Sau khi chúng ta nhồi xong, chúng ta sẽ rắc lên mặt bột một lớp bột khô để khi chúng ta cắt bột không bị dính. Chúng ta dùng chiếc dao để cắt bột thành những cái sợi đều bằng nhau, thì cái độ to nhỏ của bột tùy vào mong muốn của các bạn. Sau khi cắt xong thì ta sẽ rắc một lớp bột áo lên khắp các cái bột để cho khi mà chúng ta luộc bột thì sợi mì này sẽ không bị dính vào với nhau. Các bạn nhớ là phải rắc đều bột áo lên trên các cái sợi mì này để khi luộc các cái sợi mì sẽ không dính vào với nhau mà sẽ tách rời nhau ra. Tiếp theo thì chúng ta cần phải chuẩn bị đấy là hai tô nước, một tô nước đá và một tô nước lạnh. Chúng ta dùng một chiếc nồi để đun nước sôi. Sau khi nước sôi thì thả mì vào trong và chúng ta đun trong vòng 5 đến 10 phút. Khi nào tất cả các sợi mì mà chín thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước, thì chúng ta sẽ vớt ngay bột ra và thả vào tô nước đá. Nước đá ở đây sẽ giúp cho sợi mì được dai hơn. Vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Sau đó, sau khi cho vào tô nước đá thì ta sẽ vớt ngay mì ra tô nước lạnh và cho ra đá để cho ráo. Đã. Như vậy là chúng ta đã có những sợi mì rất là ngon, rất là dai rồi. Với cái số mì này thì chúng ta có thể chế biến các cái món ăn tùy ý. Đặc biệt là đối với các bé đang ở độ tuổi ăn dặm thì chúng ta có thể thay cho mì udon. Ví dụ như ở đây mẹ tôm chế biến món mì tươi từ món mì tươi với thịt và với trứng, rất là thơm ngon. Chúc các bạn thành công với món mì tươi, mì udon này nhé. Hãy ấn theo dõi món ngon mỗi ngày mẹ tôm để luôn cập nhật những món ăn ngon mỗi ngày. Xin chào và cảm ơn.